cú rút đêm khuya tác giả dương kiền khi còn đi học nam vẫn dùng ba chữ xóm nhà lá để chỉ bọn học sinh hậu lốn thường ngồi túng tụm ở cuối lớp đùa nghịch như phá đến nay nam mới cảm thấy hết cái ý nghĩa của ba chữ ấy từ ngày gia nhập xóm chùa với những mái nhà lộn nhổn thấp lè tè con đường độc đạo vừa vặn hai người thích cánh nhau sâu hun hút nam thuê một căn phòng trên cái gác lửng của bà ba lá nói là phòng thực ra chỉ là một khoảng gác được ngăn bởi hai tấm ri đô hai khoảng hai bên còn có hai gia đình khác vì chi là có đến ba gia đình chen chúc trên một sàn gác rộng không đầy ba thước dài độ sáu thước không có cửa sổ, như cái nón úp chụp lên lũ người lúc nhúc ở dưới. Nam không để ý đến hàng xóm của chàng. Chàng đi suốt ngày, tối về lăn quay ra ngủ. Hôm nào oi rời không ngủ được, Nam nằm đập mũi đen đét. Nghe tiếng la vô chói ráy từ tứ phía vòng lại. Phía trước, phía sau, bên tả, bên hữu, Mới đầu Nam không thể chịu nổi cái thứ âm thanh hỗn loạn ấy. Nhưng về sau, bị hành hạ mãi, Nam cũng quen dần. Nhưng có một điều kỳ lạ ám ảnh Nam mãi là tiếng cú rút. Ngay đêm đầu, cái tiếng rút ồ ề, ọt ẹt, rầu rĩ ấy phát ra làm Nam tỉnh giấc. Tiếng rút không xa lắm, như ngay bên cạnh tai nhưng Nam chịu không đoán được là thứ tiếng gì. Đêm sau, đêm sau nữa cũng vậy. Nam để ý tìm, thì ra tiếng cú. Con cú của lão hàng xóm ở cùng căn gác với Nam, lão Nam Hổ. Lão Nam Hổ ngáy o o, lẫn với tiếng cú rút rầu rĩ làm Nam vừa rợn người vừa khó chịu nam không hiểu sao lão lại nuôi con cú hôi rình trên căn gác bí rị không khí để thở cho người cũng chưa đủ và nam bắt đầu ác cảm với lão nếu không có một buổi kia buổi tối hôm ấy không hiểu nam ăn gì mà bụng sôi lên sùng sục đau quặn từ dưới đau lên làm nam ba chân bốn cẳng chạy ra cầu tiêu công cộng độc nhất của khu xóm Nam vừa bước lên chiếc cầu khỉ treo leo thì có tiếng chân huỳnh huỵch của lão năm hổ chạy đằng sau. Rồi một cánh tay xô bắn Nam sang một bên, khiến chàng suýt chuối xuống bãi sình ở phía dưới. Lão nằm chạy như chạy giặc, tông cửa vào nhà cầu. Vừa đau vừa tức, Nam định xông đại vào, muốn ra sao thì ra. Nhưng Nam cố nén ôm bụng ngồi xuống trấn cơn đau. Trời không nóng mà mồ hôi Nam cũng toát ra đầm người. Nam lại càng thấy ghét lão Nam hổ hơn. Nhưng cũng may, chưa đầy 5 phút, lão Nam hổ đã tươi cười đi ra, vỗ vai Nam thân mật. Thầy ba, xin lỗi thầy ba nghe. Nó làm quá xá mà, không có chịu nổi, thầy làm lẹ lẹ rồi ra quán làm vài ly cho ấm bụng nghe thầy ba nam không thèm trả lời bước vội vào trong sau khi nhẹ hẳn người nam thấy sự tức tối cũng nhẹ hẳn đi nhất là khi bước ra nam thấy lão năm vẫn đứng ngay cửa hình hình cái mũi chờ nam nam thấy buồn cười nhiều hơn tức nhất là ngắm kỹ lão năm nam thấy có một vẻ khôi hài đặc biệt cái mũi to sần sùi và đỏ như trái voi trên cái miệng nhăn nhúng chiếc trán hói nhẵn bóng tương phản với hai hàng lông mày rậm những sợi cuối dài vểnh ra phía sau cầm lão chỉ lơ thơ có vài sợi râu nhưng thật dài và trắng như cước lão cầm tay kéo nam đi và hôm ấy những ly đế cây xè, những con khô mực dài nhách làm nam say khước. Lão năm không có nghề ngõm gì nhất định. Nói là lão thất nghiệp không đúng hẳn. Lão làm phu đòn đám ma. Nhưng thỉnh thoảng lão mới đi một đám. Còn ngoài ra lão sống nhờ số tiền trợ cấp vì lão là cựu chiến binh lão đi lính cho Pháp từ hồi các tó đít duyết. Đối với Nam, lão Năm quả là một mẫu người kỳ lạ. Thổ nhỏ theo lão kể, lão theo học đạo thánh hiền đến hết tam tự kinh. Rồi lão bỏ nhà đi buông, xuôi ngược Nam Bắc bao nhiêu năm. Vào cái tuổi bồng bột nhất, lão si mê một cô đào thương thường thẳng thổ ấy Cô N.I. E. Hắn ca chào ôi, mùi ơi là mùi. Nhưng đa sắc đa tài thì lại đa tình. n e. gá nghĩa với lão chưa đầy nửa năm hương lửa thì đã rủ áo ra đi, theo tiếng gọi của cuộc đời gió bụi. Lão thất tình, đau khổ, giận lấy cả cuộc đời đen bạc. Lão đầu lính sang Pháp. Năm bảy phen chết hụt Ba bốn lần chìm nổi Vinh nhục đã nhiều Bây giờ lão hổ về già Thu nanh vuốt nơi xóm chùa hỗn độn này Ngày ngày lão thủng thẳng ra chiếc quán lụp sụp ở đầu ngõ Chiếc quán của anh chủ quán hiền lành Có cái tên trùng với tên tướng cướp khét tiếng Bời liễu Lão ngồi trầm ngâm trước ly cà phê túi mơ màng nhớ lại thổ nào. Thằng sững, thằng ôn con giúp việc cho anh bời liễu, thỉnh thoảng rỗi việc lại hát ván lên trêu lão. Ông Năm ơi, bao giờ thì ông có bồ? Lão hà một tiếng, không ra cười cũng không ra nạt thằng bé, để hở bộ răng vàng khè khắp khiển. Thường thì lão đánh cờ tướng, nam phải nhận là lão đánh thật cao nhưng cũng thật lạ sĩ tượng lão thí hết lão chỉ hay đánh tốt mà đánh thật hay những lúc lừa được tốt vô cùng uy hiếp đối phương lão đắc chí xoa cái đầu nhẵn bóng cười hà hà sĩ tượng chỉ quanh quẩn rút bên nách ông tướng là đồ bỏ đời này cũng thế Đừng có khinh thằng tốt, nó chậm mà chắc. Nhưng phải tay có hạn mới xài nổi nó, đời này cũng thế. Thường thì lão hiền như đất, nhưng khi men rượu đã ngấm, lão khả khịa tuốt. Lão chưa xô sắc với ai bao giờ, nhưng lão thường đe thiên hạ. Này, ông sợ thằng nào đâu? tay đen rạch mặt ông còn dám đánh nhau tay đôi tay ba với chúng. Bây giờ ông làm nghề chôn người. Những đứa lúc sống là ông nọ bà kia, lúc chết cũng một tay ông chôn. Đứa nào rồi cũng vô hòm tuốt, vô hòm tuốt. Ông sợ gì thằng nào? Ai cũng chỉ cười. Khoái nhất là thằng Sừng. Nó cười ằng ặc, nhảy lên chồm chồm, hát ván cả tiệm ông năm ơi, bao giờ thì ông xuống mồ. Nam dần dần thấy cảm tình với lão năm hổ thật sự, mặc dù chàng vẫn ghét cái mùi hôi rình và tiếng rút não nuột của con cú. Nam định bụng, khi nào có dịp sẽ hỏi xem tại sao lão lại nuôi cú trong nhà. Một hôm đi qua quán bời liễu, Nam nghe thấy tiếng lão năm ồm ồm. Loãng thế này thì loạn. Hai ba thứ giặt thì loạn rồi còn gì nữa. Nam liếc nhìn vào, thì thấy lão Năm đang chăm chú đọc tờ báo. Nam mỉm cười, định đi thẳng, thì lão Năm đã ngẩng lên vẫy chàng. Thầy ba, vào nhậu lai rai cái đã. Nam bước vào. Từ ngày gặp lão Năm, Nam thỉnh thoảng vẫn đi nhậu lai rai với lão Nam quen dần cái không khí của một quán nước bình dân. Với tiếng đàn phần phần trong chiếc la vô cũ rít vọng ra. Tiếng hút cà phê sộp sọp từ những chiếc đĩa. Nè, sao lại có những ba thứ giặt hở thầy ba? Ờ, thì ngoài giặt cộng sản, nước mình còn bị nạn chậm tiếng và chia rẽ. Những thứ này cũng như giặt vậy mà. Lão Năm gật gù cái đầu ra vẻ hiểu. Anh bời liễu góp thêm một câu khôi hài. Còn giặc bời liễu thì sao? Cướp chứ đâu phải giặc. Ờ, mà cướp với giặc khác nhau thế nào nhỉ? Cũng thế. Cũng thế thế nào được? Có ai nói cướp chậm tiếng với cướp chia rẽ bao giờ đâu? Lão Nam Hổ và anh Bời Liễu tiếp tục tranh luận về giặc và cướp. Nam ngồi gật gù, nhắm ly đế với đầu phòng. Bóng chàng nhăn mặt nhổ tuẹt xuống đất. Gì thế? Lạc thối. Ờ, tránh sao được. Đời cũng thế mà. Tủ lượng của Nam độ này đã khá hơn trước nhiều. Tuy chàng chưa uống được cả xị như lão năm nhưng cũng làm được vài ba ly. Cây say lần lần dễ chịu. Nam thấy mọi việc đều mờ ảo và nhẹ nhàng. Sáu câu vọng cổ từ trong la vô vang ra nghe cũng mùi mẫn. Một con dế nhảy bám lên cổ áo lão năm. Lão chộp lấy lẩm bẩm. Để cho cú. Nhân tiện Nam hỏi. Này, bác năm này, Sao bác lại nuôi cú Hồi chết được Mà nó rút nghe rợn cả người Lão Năm cười Phun phè phè cả nước bọt ấy Thà hôi như cú Mà ai cũng ngửi thấy Còn hơn hôi mà lại làm ra vẻ thơm tho Sống ở đời đôi khi cũng muốn rút lên vài tiếng cho đỡ hận Không rút được thì nhờ cú rút có sao với lại chuột sợ cú, nuôi cú đỡ chuột. Cú thì hơn gì chuột, thà chuột còn hơn. ấy đằng nào cũng phải chịu một trong hai cái. Tôi chịu nổi cú, thầy chịu được chuột, có sao? Lão lại cười hì hì, hàm răng vàng khè, khắp khỉnh. Bọn người ngồi trong quán vỗ tay đồn đốt, tán thưởng một câu hát mùi trong la vô. Mấy hôm liền Nam ít thấy lão Năm ra khỏi nhà. Chàng tưởng lão ốm đau nên vén chiếc màn phân chia hai nhà sang hỏi thăm. Thế nào bắt Năm? Sao ít đi nhậu vậy? À, tôi đang soạn một uh, tài liệu quan trọng lắm. Nam ngạc nhiên. Tài liệu gì vậy? thái bình thập sách. Mười bí quyết làm sao cho quốc thái dân an. Phải biết, quan trọng lắm. Nam đình cười. Chàng cho là lão khôi hài. Nhưng Nam hãm kịp tiếng cười. Dòng lão trang nghiêm khiến chàng tin rằng lão nói thật. Thành ra tiếng cười chỉ mới khò khè trong cuốn họng. Xong nhớ cho xem nghe, bác Năm. Được, rồi thầy xem. Phải biết, quan trọng lắm. Ba thứ chứ ba mươi thứ giặt chúng nó cũng chết hết. Từ hôm ấy, Nam có cái thú theo dõi lão Năm viết Thái Bình thập sách. Chàng cũng thấy thỉnh thoảng có một người con gái còn trẻ, khá đẹp. Khi mặt đầm, khi mặt ta, nhưng lúc nào cũng chảy chuốt đến thăm lão Năm. Không biết hai người nói chuyện gì với nhau, nhưng cuộc gặp gỡ lần nào cũng ngắn ngủi cả. Nam dò hỏi người trong xóm. Nhiều người nói rằng đấy là con gái lão năm. Thổ tổng quân sang Pháp, lão có lấy một người vợ đầm, đẻ được một đứa con gái. Vợ lão chết trong trận thế chiến thứ hai. Con gái theo lão về Việt Nam, nghe đâu hiện giờ đang bán hàng ở một snack bar trên sài gòn nam cho rằng có lý vì chàng thấy một vẻ đẹp lai hai dòng máu ở người thiếu nữ ấy lão năm đã thật sự trở nên một nhân vật hoang đường trong cuộc sống thường nhật của nam Bạn đi ít lâu nam bận không hay gặp lão năm cũng chẳng biết thái bình thập sách với chương trình kinh bang tế thế của lão đi đến đâu đùng một cái cả xóm đồn ầm lên. Người nọ truyền miệng người kia, chuyện con gái lão năm. Thì ra con gái lão năm không chồng mà chữa. Đứa con đẻ ra còn lai hơn cả mẹ nó. Rồi chẳng hiểu vì lý do gì thúc đẩy, nàng nhẫn tâm bóp mũi con đến chết, đem vứt đi. Nhưng nàng bị bắt. Mới đầu Nam không tin nhưng rồi báo đăng hẳn hoi. Nam thấy thương lão năm, thương người con gái gian trung kia, thương mà không ghét. Lão năm ở lì trong nhà, quán bời liễu vắng hẳn bóng lão. Thỉnh thoảng lão gói một bọc lớn ra đi lẫn lúc vội vã. Chắc hẳn lão đem đồ tiếp tế cho con gái. Rồi một đêm, lão ra đi từ chàng vàng tối rồi không thấy lão về. Thì ra lão đi uống say lữ cò bờ ở đâu. Mãi nửa đêm lão mò mẫm về đến chiếc cầu khỉ trên vên ở đầu ngõ thì hụt chân ngã xuống chiếc lạch. Nước không sâu nhưng chắc là say quá, lão chết ngập trong bùn. Mãi sáng hôm sau người ta mới biết. Chuyện lão năm thành câu chuyện thời sự của xóm. Lão đã chết, chết hẳn rồi. Thế mà thằng Sừng, thằng ôn con ở quán bời liễu vẫn nghêu ngao hát. Ông Năm ơi, bây giờ thì ông xuống mồ. Tan tàn tan, tinh tình tinh. Con cú của lão Năm đã bị đem vứt đi. Bây giờ thì chẳng biết nó rút ở nơi nào tiếng rút não lòng cho lão năm hạ bớt nỗi hận dương kiền